Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Toyota Let's Go Places Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319-princesslife.com từ miền Nam Cali, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bản tin tổng hợp chiều của Đài Lido Sài Gòn TV ngày hôm nay, ngày thứ Tư, ngày 6 tây tháng ngày 7 tây tháng 6 năm 2023. Quý vị đang theo dõi chương trình trên băng tầng KDOC 56.10 ở miền Nam Cali, KSCZ 16.11 ở miền Bắc Cali và KBPS 27.6 cho vùng Houston, Texas. Và chương trình của chúng tôi cũng đang được livestream trực tiếp trên mạng Lido TV.com. Quý vị nào quá bận rộn không thể coi trực tiếp, hãy theo dõi Lido Saigon TV Official trên YouTube và Facebook, bấm nút like và subscribe để xem lại đầy đủ các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, để mở đầu là phần tin Việt Nam và tình thế giới với những tin đáng chú ý sau đây. Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ ngoài trời. ăn thực dưỡng chữa bệnh lại khiến khối u ở môi to dị thường. Người mất do Covid-19 ở Sài Gòn được hỗ trợ 18 triệu đồng. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ ngoài trời. Chính quyền ở xã Đông La, huyện Thái Bình đang thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh khoảng một ngày tuổi và bị cháy nắng do ai đó bỏ rơi giữa trời tiết nắng nóng và trong lúc dây rốn vẫn còn nguyên và không mảnh vải che thân. Tin cũng cho biết bé gái sơ sinh được một người dân phát hiện vào chiều ngày 6 tháng 6. Bé được đặt trong túi ni lông màu đen, không được mặc quần áo. Hai má đã bị cháy nắng đỏ lựng nằm tại chân trụ điện ở ngã ba gần cổng làng Đồng Vi. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Cháu bé mới sinh khoảng 1 ngày tuổi, còn nguyên da rốn, nặng 3.3 kg. Do nằm ngoài trời nắng nóng và không được mặc quần áo, nên bé bị cháy nắng, hay má đỏ lựng. Và hiện bé gái đang được chăm sóc y tế trong thời gian chờ tìm người thân. Trường hợp không có người thân đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Ăn thực dưỡng chữa bệnh lại khiến khối u ở môi to dị thường. Dù kích thước khối u ở miệng lớn dần trong 3 năm qua, nhưng nữ bệnh nhân không đi khám mà lại áp dụng chế độ ăn thực dưỡng. Này khối u phát triển với kích thước quá lớn, xâm lớn nhiều vị trí trên mặt với hình thù quá dị. Theo báo tuổi trẻ, hôm ngày 7 tháng 6 vừa qua, Bệnh viện K, tức Bệnh viện Ung Thư ở Hà Nội cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho một bà bệnh nhân, năm nay 64 tuổi, có khối u rất lớn ở môi với đường kính lên đến 20cm gần 8 inches. Kết quả phim chụp các lớp trước khi mộ cho thấy khối u vùng môi dưới kích thước lớn là 15 x 20 cm, xâm lớn xương hàm dưới sàn miệng, lưỡi, di càng nhiều hạch cổ hai bên. Bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư môi dưới. Theo lời bệnh nhân thì bà có khối u này khoảng 3 năm nay. Dù kích thước tăng dần nhưng bà không đến bệnh viện khám chữa bệnh ngay từ đầu, mà nghe theo hướng dẫn của một số người dân ăn thực dưỡng để ngăn chặn sự phát triển của khối u. Thực dưỡng tức là chủ yếu ăn rau, củ, quả và hạt, không ăn thịt động vật. Qua nhiều năm ăn thực dưỡng, sức khỏe của bạn ngày càng suy kiệt, kích thước khối u ngày càng tăng lên. Sau khi mổ thì bệnh nhân sức khỏe ổn định bình thường, có thể ăn uống và nói chuyện sau ít ngày. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi, điều trị và mổ tạo hình về sau. Và cũng trong phần tin Việt Nam, kính thưa quý vị, người mất do Covid-19 ở Sài Gòn từ năm 2021 được hỗ trợ 18 triệu đồng. Ủy ban thành phố Sài Gòn vừa thông báo cho biết người mất do bị Covid-19 tại cộng đồng được người nhà tổ chức mai táng sẽ được thành phố hỗ trợ 18 triệu chi phí mai táng, tương đương gần 800 mỹ kim. Hộ gia đình sẽ nộp tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng và giấy báo tử gửi chủ tịch cấp xã nơi cư trú. Trong thời hạn 3 ngày, sau khi nhận được đề nghị của chủ tịch cấp xã, chủ tịch cấp huyện sẽ xem xét và quyết định. Ủy ban thành phố giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các địa phương thực hiện việc thống nhất xác định nguyên nhân chết đối với người chết do COVID-19 tại cộng đồng. Và Sở Tài chính có nhiệm vụ thẩm định bố trí nguồn kinh phí thực hiện. Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, thành phố từng thông báo hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong vì COVID-19 là 17 triệu đồng, chi phí mai táng từ tẩm liệm, vận chuyển, hòa thiêu và giao tro cốt cho người thân của người mất đi chữa hiếm muộn bị bác sĩ giảm lừa 8.5 tỷ đồng. Ông Dương Đức Tiến xưng danh bác sĩ và hứa chữa hiếm muộn cho vợ chồng chị Thanh, rồi rủ hợp tác kinh doanh lừa đại đảo là lấy hơn 8.5 tỷ đồng. Theo lời trình báo của chị Thanh, hôm ngày 7 tháng 6 vừa qua, Công an thành phố đã phát lệnh kêu gọi ông Tiến ra trình diện để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại đồn công an, chị Thanh, năm nay 34 tuổi, cho hay từ tháng 3 năm 2021, do muốn chữa bệnh hiếm muộn, vợ chồng của chị đã lên mạng xã hội tìm hiểu và liên hệ qua quảng cáo và được giới thiệu gặp ông Dương Đức Tiến, 32 tuổi, tự xưng là bác sĩ chuyên chữa hiếm muộn, làm việc tại một bệnh viện lớn ở Bình Dương. Việc trao đổi mức phí và phát đôi điều trị được hẹn tại quán cà phê ở quận 12. Người này tỏ ra hiểu biết các liệu trình điều trị hiếm muộn khiến vợ chồng chị Thanh tin tưởng. Sau nhiều lần gặp gỡ, Chị Thanh được người tự nhận là bác sĩ Tiến giới thiệu nhiều phương pháp không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Chị Thanh đồng ý và chuyển khoảng 140 triệu đồng, tương đương hơn 6.000 mỹ kim. Tiến tâm sự đang thành lập cơ sở sinh hóa học, chuyên mua sắm các thiết bị y tế dành cho việc chữa vô sinh, hiếm muộn. Anh ta đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng nhưng còn thiếu nên kêu gọi chị Thanh hợp tác với mức chi lợi dụng cao. Từ tháng 5 năm 2021 cho đến cuối năm 2022, chị Thanh đã nhiều lần chuyển khoản cho Tiến để đầu tư kinh doanh, tổng hơn là 8.5 tỷ đồng, tương đương hơn 360.000 mỹ kim. Chị Thanh cho hay nhiều lần đề nghị được tham quan cơ sở mình đầu tư nhưng tiến viện nhiều lý do từ chối. Nghi ngờ vợ chồng chị đã tìm hiểu thì biết được người này không là bác sĩ tại bệnh viện như giới thiệu lúc ban đầu. Chị bị Tiến cắt liên lạc, tránh mặt và nhà chức trách xác minh địa chỉ cư trú của bác sĩ Tiến tại huyện Hóc Môn nhưng người này không có mặt và đi đâu không rõ. Quý vị vừa theo dõi phần tin à, Việt Nam và sau đây là Thái sẽ gửi đến quý vị phần tin quốc tế. Trùm lính đánh thuê lên án tin tức của Moscow về Ukraine. Tay Trùm lính đánh thuê Wagner là Prigozhin, người đã dành nhiều tháng ở Bakhmut, cho biết những tuyên bố của điện Kremlin về việc gây tổn thất nặng nề cho Ukraine là khoa học viễn tưởng hoang đường và vô lý. Ông Prigozhin, lãnh đạo đại đội lính đánh thuê Nga từng chiến đấu ở Bakhmut cho biết ông không tin những tuyên bố của Moscow rằng họ đã gây tổn thất nặng nề cho quân đội của Ukraine ở Donetsk. Bộ Quốc phòng của Nga ngày hôm thứ Hai cho biết rằng họ dập tắt một cuộc tấn công lớn của Ukraine, tiêu diệt 1.500 binh sĩ địch, 109 xe thiết giáp và 28 xe tăng, bao gồm 8 xe tăng Leopard do Đức cung cấp và 3 xe trinh sát của Pháp. Nhưng trong một tuyên bố hôm ngày thứ Hai vừa qua, từ bộ phận báo chí thì Vrogozin nói rằng con số thống kê của Điện Kremlin là khoa học viễn tưởng, hoang đường và lố bịch. Để tiêu diệt 1.500 binh sĩ của Ukraine, theo lời của Vrigozin, Nga sẽ phải tiến 93 dặm mỗi ngày. Những con số mà người phát ngôn của Bộ Quốc phòng đưa ra có nghĩa là quân đội Nga sẽ phá hủy toàn bộ hành tinh của trái đất gấp 5 lần và tiếp cận người ngoài hành tinh. Như những lời chỉ trích mới nhất của ông đối với Điện Kremlin, càng làm gia tăng thêm sự thù, hi... thù địch hiện có giữa ông và trùm lính đánh thuê và các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Moscow. Ukraine chưa tiến hành cuộc tổng phản công Ukraine cho biết họ vẫn chưa tiến hành cuộc phản công theo kế hoạch để giành lại thổ, lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng, và cũng nói rằng mọi người sẽ biết về điều đó khi xảy ra. Lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay, thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Ông Oleksiy Adilov đã bác bỏ tuyên bố của các viên chức Nga cho rằng cuộc phản công đã bắt đầu và điều này không đúng, quân đội của chúng tôi sẽ quyết định thời điểm bắt đầu và ông nói. Daniilov cho biết các quan chức của Nga đã nhầm lẫn về các cuộc tiến công địa phương của Ukraine ở một số khu vực tiền tuyến để bắt đầu chiến dịch lớn hơn. Và các lực lượng của Nga đã bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022, và đang chiến đấu với quân đội Ukraine dọc theo phần lớn chiến tuyến. Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Ukraine là Hanna Malia cho biết rằng, Ukraine đã tiến tới từ 200m lên đến 1.100m ở một số khu vực xung quanh thành phố Bakhmut, phía đông bị tàn phá trong 24 giờ trước đó. Kyiv cũng hy vọng cuộc phản công được chờ đợi từ lâu sẽ đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến và muốn giành lại những vùng lãnh thổ quan trọng do Nga chiếm đóng. Và cũng trong phần tin Ukraine và Nga thưa quý vị người dân ở Kherson trong nỗ lực di tản vùng lục. Người Ukraine đã rời bỏ những ngôi nhà bị ngập nước của họ khi nước lũ tràn qua một vùng ở Kherson vào ngày hôm nay, sau khi một con đập lớn trên chiến tuyến giữa các lực lượng của Nga và Ukraine bị phá hủy và mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia. Người dân lội qua những con đường ngập lụt mang theo đồ đạc của họ và giúp đỡ những người khác trong khi lực lượng cứu nàng sử dụng thuyền cao su để tìm kiếm những khu vực nước dâng cao quá đầu người ukraine cho biết lũ lụt sẽ khiến hàng trăm người không có nước uống làm ngập hàng chục ngàn mẫu đất nông nghiệp và biến nhiều sa mạc thành vùng nước ngập thảm họa tại đập nova khakovska trùng hợp với một cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của lực lượng ukraine được coi là giai đoạn quan trọng tiếp theo của cuộc chiến mỗi bên cáo buộc bên kia tiếp tục bắn phá vùng lũ lụt và cảnh báo về những quả mìn từng bị quân nga chôn vùi nổi lên vì lũ máy bay Ấn Độ đang bay sang Mỹ bị trục trặc phải hạ cánh ở Nga. Một chiếc máy bay của hãng không hàng không Air India đang trên đường tới Hoa Kỳ, chở 216 hành khách và 16 thành viên của phi hành đoàn, đã phải chuyển hướng đến một thành phố cạn ở Nga sau khi máy bay gặp trục trặc về động cơ. Một quan chức Bộ Ngoại giao của Mỹ xác nhận chiếc máy bay có thể chở công dân của Mỹ, và chiếc máy bay Boeing 777 đã hạ cánh an toàn ở Magadan, của Nga vào tối ngày hôm qua sau khi gặp trục trặc trên không. Máy bay đang từ New Delhi dự trù sẽ đáp xuống phi trường của San Francisco ở California. Máy bay đã hạ cánh an toàn tại thành phố cảng phía đông bắc của nước Nga và đang làm việc với chính quyền cảng địa phương. Air India cho biết trong một tuyên bố, Magadan là một khu vực dân cư thư thớt và chỉ có 136.000 người. Do nguồn lực hạn chế, Air India cho biết hành khách cuối cùng đã được chuyển đến chỗ ở tạm thời, Hãng máy bay của Ấn Độ cho biết tất cả các hỗ trợ về mặt đất được cung cấp cho hành khách trong tình huống bất thường này. Đồng thời liên lạc với Tòa lãnh sự của Ấn Độ tại Vladivostok, Air India cho biết một chiếc máy bay cứu trợ sẽ khởi hành từ Mumbai lúc 1 giờ chiều vào ngày hôm nay tới Magadan để đưa những hành khách bị mắc kẹt của Air India tới điểm đến cuối cùng của họ là San Francisco. Khói mù từ các vụ cháy rừng ở Canada trôi đến bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Hơn một chục tiểu bang của Hoa Kỳ đã đặt trong tình trạng cảnh báo về chất lượng không khí vào ngày hôm nay khi khói từ hàng trăm đám cháy rừng đang bùng cháy ở miền đông của Canada bay về phía nam, tạo ra một màu xám xịt trên đường chân trời của New York và các thành phố lớn khác. Các cơ quan y tế ở 15 bang từ Vermont đến South Carolina cũng như Ohio và Kansas ở Trung Tây cảnh báo rằng các chất bụi ở trong không khí có thể vượt quá mức không tốt cho sức khỏe và gây khó thở cho hàng triệu cư dân. Washington DC cũng được cảnh báo về chất lượng không khí và mọi người được hướng dẫn hạn chế thời gian ở ngoài trời, trong khi những người có vấn đề về hô hấp được khuyên là nên cân nhắc đeo khẩu trang. Khói đang bay qua biên giới phía bắc của Hoa Kỳ từ Canada, nơi mùa cháy rừng bắt đầu sớm và dữ dội bất thường do điều kiện khô và nóng kéo dài. Canada đang trên đà bước vào mùa cháy rừng tồi tệ nhất từ trước cho đến nay. Bầu trời phía trên của New York và nhiều thành phố khác ở Bắc Mỹ có một màu xám đồng nhất và không khí có mùi gỗ cháy. Nhiều nơi, mặt trời buổi sớm xuất hiện như một chiếc đĩa nhỏ màu cam rực rỡ và những tòa nhà chọc trời của thành phố New York có thể được nhìn thấy từ xa hàng dặm vào một ngày đẹp trời đã trở thành gần như là vô hình. Các trường học của thành phố đã mở cửa vào ngày hôm nay, mặc dù các sự kiện và hoạt động ngoài trời, bao gồm cả lễ tốt nghiệp trung học cơ sở, đã bị hủy bỏ, hoãn lại hoặc là chuyển vào trong nhà. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam và từ thế giới. Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài.